Chào mừng các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Ẩm thực tại gia. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện và chia sẻ tới các anh chị và các bạn bí quyết luộc măng tươi khử sạch chất độc, giòn ngọt, màu đẹp để chế biến các món ăn cho gia đình đảm bảo cho sức khỏe. Và bên cạnh đó thì mình sẽ thực hiện làm muối vừng thơm bùi đặc trưng của miền núi để chấm măng luộc vô cùng hấp dẫn. Đang vào mùa măng, nếu gia đình các anh chị và các bạn yêu thích món ăn dân dã này thì ngay bây giờ hãy thực hiện cùng mình nhé. Đầu tiên, để có một món măng luộc ngon thì các anh chị và các bạn sẽ lựa măng còn tươi mới hái, và đặc biệt là măng cũ chắc cây, cây vừa không to quá sẽ ngon. Giờ sẽ bóc bỏ bẹ măng. Khi bóc thì các anh chị và các bạn sẽ giữ lại phần bẹ non và sẽ cắt bỏ phần cứng. Măng sau khi đã được lột vỏ xong sẽ mang đi rửa lại thật sạch. Măng đã được rửa sạch sẽ cắt thành những đoạn ngắn để luộc. Đối với những củ to thì các bạn sẽ chẽ làm đôi, khi luộc sẽ nhanh và chín đều. Để măng luộc khi ăn sẽ không bị đắng, khử được độc tố thì mình sẽ dùng một nắm rau bồ ngót để luộc cùng. Đây là một mẹo hay các bạn nên áp dụng nhé. Sẽ cho rau bồ ngót và măng vào nồi. Sẽ đổ nước lạnh ngập măng và bắc lên bếp để luộc. Khi luộc măng đã sôi thì các bạn sẽ mở vung để chất độc có thể bay ra ngoài, và sẽ luộc măng từ 30 tới 40 phút cho măng sẽ được chín. Sau một thời gian luộc thì măng đã chín, bây giờ thì mình sẽ vớt măng ra và rửa lại với nước lạnh. Và đối với phần nước rau ngót này các bạn sẽ đổ bỏ đi nhé. Măng đã được rửa qua nước lạnh sẽ cho vào nồi và đổ nước lạnh vào để luộc lần hai. Cũng như lần đầu tiên, khi măng đã sôi thì các bạn sẽ mở vung và luộc thêm từ 30 tới 40 phút để măng sẽ được chín hoàn toàn và măng sẽ ra được hết độc tố.
Sau một thời gian luộc thì măng đã chín, măng có màu vàng nhẹ rất đẹp, măng đã trong lại có mùi rất thơm. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp và vớt măng ra ngoài. Khi vớt măng ra ngoài, đối với phần măng luộc mình ăn liền thì sẽ không ngâm qua nước lạnh. Đối với phần măng còn lại thì các bạn sẽ chuẩn bị một thau nước lạnh và cho măng vào. Sẽ ngâm trong thời gian từ 8 tới 12 giờ để măng sẽ được nguội và măng sẽ ra được hết chất độc còn lại. Khi ăn thì măng sẽ mềm, ngọt, không bị khô và cứng. Sau khi đã có thành phẩm măng luộc, bây giờ thì mình sẽ đi thực hiện phần muối chấm. Để thực hiện cho phần muối chấm thì đây mình có sử dụng là 2 thìa canh hạt vừng và một ít đậu phộng tương đương. Đối với vừng và đậu phộng thì các bạn sẽ rang chín sẽ được thơm. 3 thìa cà phê muối bột canh. Nếu các bạn muốn ăn cay có thể thêm từ 1/2 tới 1 thìa cà phê bột ớt hoặc là ớt khô. Sẽ cho các nguyên liệu này vào máy xay sinh tố để xay hoặc là các bạn có thể dùng cối để giã nhuyễn. Muối chấm đã được xay mịn sẽ cho ra chén. Với phần măng luộc thì các bạn sẽ cắt những miếng vừa ăn. Để măng luộc chấm muối vừng được ngon thì khi lựa măng các bạn nên lựa măng cũ, nhỏ cây, chắc thì khi ăn sẽ giòn và ngọt. Khi ăn sẽ có vị bùi thơm, cay nhẹ, giòn ngọt của măng. Đây là một cách ăn rất đơn giản từ măng luộc nhưng rất ngon và hấp dẫn thì các bạn hãy thử nhé. Quay trở lại với phần măng đã ngâm với nước lạnh được 10 giờ đồng hồ. Bây giờ thì măng đã trong lại, có màu vàng đẹp. Sẽ vớt măng ra ngoài và để thật ráo nước. Măng đã được ngâm qua nước lạnh, măng sẽ ra được hết độc tố và khi ăn sẽ không bị đắng. Măng rất mềm, mọng, không bị khô, màu đẹp, không bị thâm. Đối với phần măng sau khi đã luộc xong thì các bạn sẽ bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh để giữ được vị thơm ngon và măng sẽ không bị chua. Từ món măng luộc này thì các anh chị và các bạn sẽ chế biến nhiều món ăn khác thêm nhiều hương vị để không bỏ lỡ món ăn ngon từ măng tươi này nhé. Và bây giờ video thực hiện cách luộc măng tươi thơm ngon, giòn ngọt, không bị đắng, ăn kèm với muối vừng, dân dã đậm vị của mình cũng xin được kết thúc. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của mình nha.